Ok nhá, xin chào tất cả các bạn trở lại kênh của mình. Chúng ta cùng nhau quay trở về game Rise of Eros. Trước khi vào nội dung chính của video này, đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Hôm nay tiếp tục sang cái tuần sự kiện thứ hai, chúng ta cùng nhau đánh chế độ khó hơn để kiếm thêm vé được đi gacha tiếp xem có duyên em Lin hay không. Tới đầu mình sẽ quay sang cái vòng số 2 rồi. Hy vọng sẽ may mắn nhá. Sẽ đến với lại cái map event số 2. Ở đây vẫn tương tự, sẽ có ba cửa EX là một cấp độ khó, xong đánh dần dần lên, đánh khoảng tầm 3 cấp độ. Rồi mỗi lần nó cho thêm vé, chủ yếu lấy cái vé vàng pha tê xanh thôi. Nó sẽ đánh cái cửa đầu tiên này. Đội hình ở đây cho đội hình mạnh nhất vào thôi. Chúng ta sẽ cho vào đây là con Sera, cho vào đây sẽ là con Arbiter, cho vào đây sẽ là con, chắc dùng cái team PVP luôn đi, dùng công chúa đi, với lại dùng con nữa ở đây là dùng con Blue Moon. Chắc là chơi vậy chắc là ok đấy. Sera lắp lại cái chấn ra xa, Arbiter lấy chấn xa, Blue Moon lấy chấn, Rofi cũng lấy chấn xong tấn công nhé. Cái team này khá là khỏe, đánh luôn. Thực ra bổ sung thêm đam vào cũng được, tôi đánh vậy chắc có lẽ cũng ok rồi. Mình xem thử vận may cái thứ đến đâu này. Nói chung là đây sẽ đánh được full, nói chung cái này đánh đa số sẽ full được. Mấy cửa đầu chưa khó, cửa chỉ khó cái cửa Nightmare cuối cùng thôi. Thì nếu mà may mắn đánh phát ăn luôn thì tốt, ra để auto thì căn bản mấy cửa đầu dễ. Bao giờ thấy khó quá rồi mới đánh thủ công nữa, còn đánh dễ thì cứ để auto thôi. Như vậy cửa đầu tiên không gì khó nhé, mình ăn chắc lọt pha lê xanh với lại vé ở cửa đầu tiên sang tiếp cửa số 2 này. Đánh xong cái này thường sẽ được từ 10 đến 20 lần roll, chắc phải tầm 20 lần đấy. Chắc phải tầm 20 lần chính xác là khoảng tầm 15 đấy, sao đấy, đấy xem được bao nhiêu đấy. Vì ba cửa đầu là một vé thôi, ba cửa tiếp là lên 2 là 6 là 9 đến ba cửa tiếp là được mười mấy, chưa được 15 đấy. Không sao, cứ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. À không, 33 là 9 nhé, không không. Hai cửa đầu, ba cửa đầu là đấy nhá. Ba cửa đầu là 1 là 3 không? Ba cửa tiếp theo là nhân đôi là 6. 6 với 3 là 9. Và ba cửa theo là nhân 3 là 33 là 9, tiếp là 99 18. Vậy thì cộng với pha lê xanh chắc được 20 lần. Cứ ba cấp độ lại tăng thêm vé một lần. Hy vọng đánh chót lọt luôn. Giờ này mới nâng thêm tí chấn Arbiter thì hy vọng sẽ khỏe hơn tí nữa. Đánh cửa khó không dám cho con Lin vào, con Lin mình chưa nâng cấp, nó chưa đủ cao. Chơi vẫn đang rất là dễ chứ, chưa thấy bị xây xước gì. Để gây sát thương không lớn thì có thể yên tâm được. Rồi ok, chỗ này đang quay dở tí vấn đề, tí thì tắt mic đi chút xíu nói chuyện một chút xíu rồi quay video tiếp thì quên không bật mic. Nên đoạn này sẽ phải lồng tiếng một chút xíu nhé. Thường đấy không để ý cái mic một chút xíu. Thì vẫn đang tiếp tục vượt qua tiếp cái cửa tiếp theo nhé. Thì nói chung là mấy cái cửa này cơ bản thì nói chung là tương đối dễ, chủ yếu là sợ có cái cửa cuối cùng thôi. Mình đánh vẫn là rất là nhẹ nhàng. Ở đây đánh cửa 1 rồi, tiếp tục sang tiếp cửa số 2 này. Mỗi cửa sẽ là 50 pha lê xanh với lại hai cái vé vàng. Được đánh tiếp cái cửa này nhé. Nhiều khi có cái tính năng tắt tiếng ở trên mic nên nhiều khi cũng khổ. Nhiều khi tắt xong quên không bật ấy. Đó ra là đi mất công lồng tiếng lại video một tí. Mà lồng tiếng chắc không thể khớp cái khẩu hình miệng được. Để đấy không biết đang nói cái gì ấy. Chấp nhận người thông cảm chút xíu như vậy. Đánh cái này chỉ mình chờ đợi đánh cửa EX3 của chế độ Nightmare thôi. Vượt qua cửa đấy sớm được là tốt. Nói chung video dài hay ngắn là ở chỗ đánh cửa đấy dễ hay không. Đánh phát ăn luôn thì video khá là ngắn thôi. Tại vì lúc đấy đánh xong full tài nguyên xong phát cha vài phát là xong. Nhưng mà nếu đánh cửa đấy nó khó thì đánh cho dài cả tiếng. Nên chung cái đấy hên xui tí nhé. Còn đây mình thấy đánh cái cửa chế độ head thì vẫn đang rất là dễ, đánh dễ lắm. Quái hay có trâu hơn chút xíu nhưng mà nói chung đánh từ từ nó cũng chết thôi. Và quan trọng nhất là sát thương nó gây ra gần như không đáng kể. Nó gần như mình thấy là mình gần như trụ được. Đặc biệt là khi có lớp máu ảo của con Ikegon. Ikegon nó tạo lớp máu ảo nó trụ tương đối rồi. Tiếp tục sang tiếp cửa tiếp theo. Đỉnh bắt đầu lên cấp 68 là sắp sửa tiệm cận với cấp của mình nhé.
ta dần dần đến cửa cuối sẽ hơn cấp mình, nó khó có chỗ đấy, nó hơn cấp đến việc các chỉ số của bạn nó không cao hơn địch các thứ, đầu đầu địch đánh đau hơn và bạn gây sát thương được bé hơn, thì những bạn nào kiểu team nó yếu thì sẽ đánh khó, còn mình thì chắc là chơi lâu chắc cũng nhẹ nhàng thôi. Bắt đầu xuất hiện những con tướng này, ví dụ ở đây xuất hiện con Lin thôi. Con Lin thì là cái gì nó có thể khắc chế được con Ikegon của mình, nhưng mà tuy nhiên mà thấy ở đây con Lin mình đập chết khá là sớm nên thành ra là cũng chả sợ đúng không, tại vì đôi khi nó không kịp ra khắc chế đâu, nó chưa ra đòn mình đánh chết nó luôn rồi, nên thành ra nghe thì có vẻ khắc chế trên thực tế không ảnh hưởng, thì có thể giết chết nó rất là sớm trước khi kịp ra chiêu kết liễu mình, nên ra rất là lợi thế. Từ bây giờ sang tiếp, bây giờ bắt đầu sang chế độ Nightmare thế sao nhỉ, bắt đầu sang Nightmare rồi này, bắt đầu sang số lượng bắt đầu tăng lên thành 3 vé. Cái pha lê xanh thì cơ bản nó giữ nguyên là 50, nhưng mà cái thứ ba cửa tăng thêm một vé một lần, thì ra chế độ thứ ba sẽ là 3 vé. Địch bắt đầu lên cấp 71 rồi, nó bắt đầu hơn cấp mình rồi, mình tối đa đến cấp 70 là hết cỡ cho cái phiên bản hiện tại, còn về sau nó nâng cấp thêm level không thì không biết, mà hiện tại chỉ đến 70 là hết cỡ thôi. Còn địch thì lên cấp 71 rồi, nó bắt đầu hơn cấp mình rồi. Nhưng mà thấy mình giết vẫn rất là dễ, gần như đến không gây xây xác mình mấy, có mất chút máu xong thì có kiên ảo lên thì cũng chả vấn đề gì. Tiếp tục sang tiếp cửa tiếp theo nhé, sang cửa EX Nightmare 2. Địch bắt đầu lên cấp 73, có vẻ nó tăng 2 cấp một lần thì sao? Không phải rằng cũng không có quy luật lắm, lúc nãy đang 68 lên thành 71 thì cũng chả phải đúng không? Nói chung lại cái địch vẫn hơn, càng ngày cấp địch nó càng cao, và cấp bao nhiêu chắc tùy nhà phát hành. Còn Sera quá chất luôn, đánh rất là nhanh. Một phát đi con. Rồi nó bắn đau hơn Abiter, mất nhiều máu hơn đúng không? Tuy nhiên là vẫn không vấn đề là mình vẫn kết liễu địch sớm. Vẫn đủ máu để sống đến lúc kết liễu địch. Còn Ikegon vừa bơm thêm lớp máu vàng lên này để nó tạo máu ảo, nó giúp mình sống lâu hơn. Rồi mỗi mình con nó đơn giản thôi. Xảy ra đánh một tí rồi mấy cái đánh bồi tí là chết thôi mà. Và tính ra bên địch nó cũng tạo máu ảo giống mình ấy. Nhưng mà nói chung là máu nó không nhiều bằng mình, tạo ít máu ảo xong mình giết chết nó rồi. Xảy ra kết liễu rồi. Bây giờ quan trọng nhất là cửa quyết định này, ngắn hay chậm, video dài hay ngắn ở chỗ này này. Nếu mình giết phát này phát xong luôn thì ok hơn. Mình vẫn đang tiếp tục để auto nhé. Bao giờ nếu giả sử cửa này thua sẽ đánh thủ công. Còn nếu auto win luôn rồi thì sướng quá rồi, không cần thiết phải để đánh thủ công làm gì. Nếu để tự động mà win được thì tốt quá. Địch bắt đầu lên cấp 75 rồi. Cái tên số 1 thì cơ bản thấy cũng không nguy hiểm gì cả. Và mình đã tạo được lớp máu ảo từ con Ikegon rồi, nên cho địch tấn công thoải mái. Mà đa số địch nó búp giáp là chính, nó không tấn công mình mấy. Mấy con kia gần chết rồi. Nhưng nó còn cuối cùng thì sang lượt số 2 này. Sang lượt số 2 ở đây nó sẽ cho mình cả hai con tướng mới lượt này đi cùng hai con robot. Vấn đề là ta là giết thôi. Mà thường team sẽ ưu tiên đầu tiên mình giết chết được con Lin sớm này, không sợ xuyên giáp này. Bây giờ giết tốt con Loli chắc sẽ chết sớm thôi. Nhìn cái lượng máu này biết là sắp chết rồi. Xảy ra cái liễu hai con quá nguy hiểm nhất rồi. Giờ còn hai con robot trong thả giết thôi. Như vậy cửa này để auto win được nhé. Tất nhiên có thể do mình mạnh lên, nhưng mà với căn bản nhất là quan trọng đánh rất là nhẹ nhàng. Bây giờ vấn đề vậy, bây giờ chắc chắn sẽ win qua rồi, chứ ăn trọn số vé game cho rồi. Thì vấn đề chúng ta giờ sẽ chờ đợi xem chỗ gacha có may mắn hay không. Thì giờ nhận xong tất cả quà chui ra ngoài xem tổng tài nguyên có là bao nhiêu xong đi gacha nhé. Còn đánh về coi như ok rồi. Cửa cuối cho mình thêm một cái huy hiệu, cái đấy chỉ để trang trí thôi, nên nó không quan trọng lắm. Giờ chờ loát ra ngoài lấy vé gacha thôi. Ở đây nhận thêm tí cái phần thưởng tí xíu, cái chỗ đánh phần thưởng ngày khi đánh số cửa nhất định. Bây giờ tổng mình có là hơn 900 pha lê xanh. Bây giờ vào đây xem nó có tổng cộng là 19 vé. Một vé từ chỗ nhiệm vụ ngày, cái chỗ treo quà nó cho một vé nhé. Bây giờ mình quay tiếp đây, chỗ này coi như chắc chắn là quay được 20 lần rồi. 20 lần thì chắc chắn là sẽ đủ được cái mốc 100. Nhưng mà tuy nhiên ở đây là nếu mà giả sử nó ra sớm ấy thì mình sẽ dừng sớm nhé. Tại vì căn bản ở đây mình xác định phát này hy vọng ra hồng tí ấy. Ra sớm thì dừng sớm thôi. À đây phát này ra hồng thật này. Ra hồng rồi là có chút may mắn, nếu phát này ra tướng rồi thì coi như là xong phát này dừng để tiết kiệm lại 10 vé thôi. Tại vì nghĩ là từ giờ còn khoảng 20 ngày nữa ấy, chắc cũng chả kiếm kịp được vé này quay thêm lần bảo hiểm đâu. Tại phát này nổ rồi nó sẽ reset. Và khi nó đã reset rồi thì quay về 100 lần mới nổ chắc chắn được. Nên ra mình nghĩ là dừng ở chỗ này là đẹp rồi. Bây giờ xem cái câu này nó ra mình con Loli để mình siêu tầm, hay ra mình con Lin để mình nâng cấp, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Câu này mình chả nhớ con nào, mình chờ nó hiện tướng rồi thôi.
Như vậy là game nó ra mình là con loli ấy, như vậy là cái này chỉ mang chất là siêu tầm nhé. Rồi ok, như vậy thôi chắc là dừng ở đây thôi. Gọi cho là hai con banner mỗi con đều ra một con là tốt rồi. Đây coi như lấy về siêu tầm thôi. Vậy bây giờ thay việc quay nốt 10 vé kia sẽ tích lại cho con sau nhé. Còn bây giờ xem cái vé trắng còn không thì sẽ dịch sang quay chấn tí, vì hiện tại hai cái này đều chưa có chấn. Thì quay dần chấn thôi. Còn đây quay tích thôi, bây giờ tích vé thôi. Chứ thực sự là 20 ngày nữa thì cũng không kiếm nổi 100 vé đâu, trừ khi nạp tiền. Còn nếu mà chơi cày thì cũng không kịp đâu. Còn cái phần thưởng nước hoa mốc 100 nó không ngon. Cái đấy thì thừa đầy ra mà. Thì có lẽ mình sẽ kết thúc banner gacha chỗ này. Thì ta dịch xuống cái banner quay chấn đó. Còn banner này mỗi con lấy được một tướng là cũng chấp nhận được rồi. Nó sẽ dịch xuống cái chỗ chấn nhé. Chấn ở đây hiện tại thì một phần là quay tiếp để kiếm cái cục để ghép để nâng cấp cái level của cái chấn đang có. Cái thứ hai nữa là quay kiếm thêm một cái chấn của con Lin hoặc là con Loli. Rồi chắc là mình sẽ thiên về con Lin nhiều hơn. Tại đơn giản vì sao? Vì con Loli quay phải che nhiều nên chơi con Lin dễ hơn, chứ chưa chắc con Lin nó mạnh hơn Loli nhé. Đây mua thêm 3 vé là tròn 10 vé mình quay nhé. Hy vọng sẽ là chấn của con Lin nhé. Còn Loli quay nó nhiều, suốt ngày đi che mệt lắm, nó để táo bạo quá. Nó để cái trang phục táo bạo quá nên mình quay mất thời gian nhé. Nên mình sẽ chọn con Lin để quay nhiều hơn, nếu giả sử mình may mắn trúng nó. Chứ còn con Loli thì thôi. Cái này hy vọng sẽ nổ ra được cái chấn à. Con này ra chấn thì nó sẽ tiết kiệm được cái tích điểm để đổi cái vũ khí con khác. Nổ được cái chấn là đẹp nhất. Cứ bình tĩnh mà ấn thôi. Đây, phát này ra cái nòng súng này là của con Lin này. Như vậy có chấn con Lin là ok này. Còn cái tích điểm còn dư để lại phòng con sau nó mạnh thì đó là được thêm con Alana nữa là điều tốt. Thì mình để lại 200 tích điểm dư để về sau có gì con nào cần hơn thì mình đổi chấn sau. Và bây giờ mình không đổi vội vào con Loli. Tại con Loli mình xác định cũng không có chơi. Con Lin có chấn cũng chưa chắc mình đã chơi. Thì để qua mình lấy về sưu tầm thôi. Còn nếu mà từ giờ còn khoảng 20 ngày nữa ấy, nếu mà kiếm được khoảng đủ vé để ăn cái mốc 80 thì chắc mình quay tiếp. Còn nếu mà không đủ chắc cũng để dừng ở mức này thôi. Đó. Để cho có một cái chấn sưu tầm một tí xíu là được rồi. Tại vì cái mốc 80 có cái vật phẩm để mình ghép ấy, thì nếu mà quay được thì cũng tốt. Nếu chỗ vé trắng giờ chắc tập trung quay với cái này thôi. Còn bây giờ thôi, trước mắt bây giờ thì còn tận 20 ngày nữa chưa biết được hay không, mà vé hết rồi thì cứ tạm thời dừng mức độ như này. Thì coi như hôm nay coi như nhiệm vụ video này coi như tạm thời là xong đấy, là mình gọi cho là con đã có được chấn con Lin, quay nốt được con Loli và siêu tầm được mỗi con một tướng và có một cái chấn, còn lại cái kia còn lại tùy cơ ứng biến xử lý sau. Còn video này chắc có lẽ thôi thì chắc cũng kết thúc ở đây thôi. Tại vì các bạn một phần do cũng hết cái để làm rồi. À không, bây giờ không, trước khi kết thúc còn nâng tí cái ghi tí đi, cho nó gọn tí xíu đi. Dù đây có cái chấn này. Ở đây mình sẽ vào nâng cấp đầu tiên là khóa lại chút xíu, tránh thường ấn nhầm mất đi. Nhưng mà thường cái phẩm chất cao ấy thì thường bạn nó sẽ không dung hợp đâu. Từ khi bạn cố tình ấn vào nó mới dung hợp thôi. Ấn cái khóa chỉ là phòng rủi ro thôi. Còn thực ra mình không khóa vẫn được. Thì mình nên qua level tí với tài nguyên dư nhiều quá thôi. Đây có cái ô của con cáo thì con cáo mình lại không có không? Hay là cái búa của con cáo khác nữa thì không có, thì khóa một cái lại là tượng trưng thôi. Nó xem cái nào chưa khóa thì khóa một cái lại cho yên tâm thôi. Chứ còn thực ra là cũng không dùng được cái gì cả. Ngoài ra là game giờ nó bổ sung cái tính năng ở đây cho mình cộng này. Để mình xem qua chỉ số khi nâng max này. Thì một cái chấn max sẽ là level 40. Để mình hình dung qua thủ tính thay đổi ấy. Nhưng mà thôi cái đấy cũng không quan tâm lắm. Mình cứ khóa lại đã. Còn hôm nay mới biết tình hình là như thế đó. Xem cái nào chưa khóa là khóa lại cho yên tâm thôi. Còn không khóa cũng chả mất đâu. Nhưng mà khóa chắc ăn hơn. Thì khóa lại một cái. À, chắc thế rồi đấy. Mình nghĩ chả làm thêm gì đâu. Rồi chắc chuẩn bị chắc chốt video thôi. Chứ tầm này chẳng có gì. Còn một số cái như kiểu là tháp hay là bot linh tinh sẽ quay video khác nhé. Và video này thường về gacha tuần 2 sự kiện thì ok, vậy là xong nhé. Thì thôi, có lẽ bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Thì bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên là like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào các bạn nhé, xin chào nhé.